Chào các bạn yêu hoa, chào mừng các bạn đến với kênh Rose Gal Podcast. Trong tập podcast số 14 ngày hôm nay thì Rose muốn giới thiệu đến bạn một phong cách cắm hoa thuộc trường phái châu Âu, đó là phong cách cắm hoa châu Âu trang trọng. Cũng như cái tên gọi của nó thì phong cách này được sử dụng trong những không gian rất là trang nghiêm và đẳng cấp. Nó phù hợp với những không gian lớn như sảnh khách sạn, những khu vực tiếp tân và những cuộc họp, hội nghị hoặc những sự kiện lịch lãm mang tính chuyên nghiệp. Trước khi bắt đầu đi sâu vào tập podcast này thì Rose muốn giới thiệu đến bạn những tập podcast trước của kênh Rose Gal Podcast. Từ tập 2 đến tập 5, Rose chia sẻ sâu về sáng tạo, làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng được sự sáng tạo và làm thế nào để chúng ta có thể sáng tạo một cách tự nhiên và đều đặn. Từ tập 6 trở đi thì Rose nói nhiều hơn về nghệ thuật cắm hoa trường phái châu Âu và Rose đi sâu vào từng phong cách một trong trường phái này. Trên thế giới thì hiện nay chúng ta phân biệt có 3 trường phái hoa nghệ thuật, đó là trường phái hoa nghệ thuật châu Âu, trường phái hoa nghệ thuật châu Mỹ và trường phái hoa nghệ thuật Ikebana của Nhật Bản. Rose thì đang hoạt động và giảng dạy trong trường phái hoa nghệ thuật châu Âu, chính vì vậy những thông tin mà mình chia sẻ chỉ liên quan đến trường phái này thôi. Tất nhiên là mình cũng học hỏi được từ những trường phái khác, nhưng để chia sẻ kiến thức thì Rose chỉ đi sâu vào những thứ mình học, hiểu và thực hành rõ nhất về nó thôi. Nếu mà bạn chưa nghe những tập podcast trước thì mời bạn hãy add vào playlist của mình để nghe dần dần nhé. Ngoài ra thì xen kẽ trong các tập podcast thì mình cũng mời những cái florist trong ngành trò chuyện về cái hành trình hoa của họ, đâu đó đưa đến cho bạn một số những góc nhìn rất là thú vị về những người đang hoạt động tích cực trong ngành. Nếu bạn muốn Rose phỏng vấn bất kỳ khách mời nào thì hãy gửi cho Rose một cái tên hoặc là hãy giúp Rose kết nối với cái người đó. Mình hy vọng là sẽ có cơ hội trò chuyện và tìm hiểu thêm về cái hành trình hoa của họ. Ok? Quay lại tập podcast ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nguồn gốc của nhánh phong cách hoa châu Âu trang trọng này nhé. Phong cách cắm hoa châu Âu trang trọng hay còn gọi là Formal European Style xuất hiện đầu tiên vào thời kỳ phục hưng ở châu Âu. Trong giai đoạn này thì nghệ thuật trang trí nội thất và không gian sống đã phát triển rất là mạnh mẽ. Các cung điện, các lâu đài, những cái không gian quý tộc trở thành những cái nơi thử nghiệm cho các họa sĩ và cả florist để thể hiện cái sự sáng tạo của mình. Rose sẽ nói sâu thêm một chút về cái thời kỳ phục hưng nhé. Nếu mà bạn đã vào trong cái nền tảng học trực tuyến của Rose thì sẽ biết rằng trong những cái giai đoạn hình thành lịch sử á, thì cái thời kỳ phục hưng hay còn gọi là thời kỳ Renaissance Period là một cái giai đoạn lịch sử vô cùng quan trọng tại châu Âu, kéo dài từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 17. Cái tên gọi phục hưng được chọn bởi vì là đại đa số các nghệ sĩ hoặc là học giả trong cái giai đoạn này họ bắt đầu tập trung vào cái việc khôi phục và tôn vinh các giá trị văn hóa cổ điển từ thời kỳ Hy Lạp cổ đại và La Mã. Thời kỳ phục hưng này đánh dấu cái sự trở lại của sự nghiên cứu về nghệ thuật và văn hóa sau suốt một cái thời kỳ trung cổ Middle Ages, giai đoạn mà hoa nghệ thuật dường như là bị biến mất mà chỉ xuất hiện trên các tấm thảm hoặc là các cái họa tiết gạch hoa hay là những cái thiết kế hoa rất là đơn giản và cơ bản thôi. Trong lịch sử hoa nghệ thuật thì cái thời kỳ phục hưng là cái thời điểm rất là quan trọng khi mà các nghệ sĩ bắt đầu chú ý đến tự nhiên và con người như thể là những cái chủ đề chính cho các tác phẩm của họ. Trong lĩnh vực cắm hoa nghệ thuật thì điều này có nghĩa là các nghệ nhân bắt đầu sử dụng nhiều các loại hoa lá khác nhau trong một thiết kế, nhưng mà đồng thời vẫn tuân theo các cái nguyên tắc về sự cân đối và cân bằng trong thiết kế. Ok. Trong những cái thế kỷ tiếp theo thì phong cách cắm hoa Formal European Style đã trở thành một cái biểu tượng của sự sang trọng và quý phái. Các nghệ nhân hay là florist tại Pháp, Ý, Đức, Bỉ đã dần dần định hình nên các cái quy tắc và nguyên tắc cơ bản của phong cách này. Các loại hoa cao cấp được sử dụng rất là phổ biến, đặc biệt là trong các dịp lễ hội, thờ cúng hay là những cái đám cưới hoàng gia. Đến đầu thế kỷ 20 thì với sự xuất hiện của rất nhiều danh họa và những nghệ nhân nổi tiếng thì phong cách cắm hoa Formal European Style đã được chú ý hơn và trở thành biểu tượng của hoa nghệ thuật bởi vì nó là một cái lối thiết kế hoa rất là sang trọng và tinh tế, thường là được sử dụng trong các cái buổi tiệc và sự kiện quan trọng. Một số những đặc điểm chính của phong cách này đó là hầu hết những cái tác phẩm hoa sử dụng những loại hoa khá là cao cấp hoặc là những loại hoa rất là exotic như thể là phong lan, khá là đắt tiền và hiếm có. Trong các thiết kế của phong cách này thì nghệ nhân thường sử dụng các loại hoa mà được trồng riêng cho lĩnh vực hoa thiết kế chứ không dùng các loại hoa đồng nội trong vườn hoặc là mọc dại trong hoang dã giống như những phong cách khác.
Trong phong cách cắm hoa châu Âu trang trọng thì nghệ nhân sử dụng khá là nhiều màu sắc nhưng luôn luôn đi kèm với những loại hoa trắng, kem để tạo nên cái sự nhã nhặn và trang trọng trong thiết kế. Rất là gần với phong cách hoa Pháp thì phong cách cắm hoa châu Âu trang trọng cũng sử dụng những kiểu dáng cân đối và đối xứng nhưng thường ở những kích cỡ lớn hơn và hoa được cắm đa chiều, đa hướng với nhiều tầng, nhiều lớp và thường kết hợp cả những loại hoa tươi và phụ kiện để tăng lên cái sự phong phú và trang nhã cho thiết kế. Các nghệ nhân sử dụng rất là nhiều những kỹ thuật thắt, kỹ thuật kê hoa phức tạp tạo nên những cái hình dạng và đường cong rất là đẹp mắt. Cái sự đối xứng trong thiết kế thường được xây dựng dựa trên những cái nguyên tắc mà bắt buộc và có những cái yếu tố trung tâm và các chi tiết phụ được sắp xếp một cách cực kỳ cân đối. Ánh sáng, trang trí được tích hợp vào thiết kế cũng là một điểm rất là nổi bật trong những cái thiết kế của phong cách cắm hoa châu Âu trang trọng để tăng thêm cái sự lộng lẫy và cái sự tập trung. Các cái lọ hoa, các cái đồ trang trí bằng thủy tinh, pha lê và các vật liệu trang trí cao cấp thì thường được sử dụng để làm tăng cái giá trị thẩm mỹ của thiết kế. Như Rose đã nói ở trên thì phong cách cắm hoa này thường phù hợp với là những cái quy mô và kích cỡ lớn như khu vực tiếp tân hay là sảnh khách sạn, những không gian mở của những buổi họp, hội nghị và những cái sự kiện quan trọng cần cái tính trang nghiêm và chuyên nghiệp đúng không? Thì cái phong cách này đòi hỏi cái người nghệ nhân phải biết cái cách phối hợp với nội thất và không gian xung quanh, tập trung vào việc thiết kế tạo điểm nhấn và chào đón khách cũng như tạo nên những không khí trang trọng và lịch lãm. Nhiều bạn có thể hỏi là tại sao mà cắm hoa ở các sảnh khách sạn hay là những cái không gian hội nghị như thế thì chúng ta không nên dùng những phong cách hoa khác mà lại phải cần sử dụng cái phong cách cắm hoa châu Âu trang trọng. Bởi vì những cái tác phẩm hoa trong những không gian này thường phải thỏa mãn được yêu cầu của rất nhiều đối tượng. Cái cách hưởng thụ nghệ thuật của họ rất là khác nhau, từ khách du lịch đến những người tham gia sự kiện, công ty hoặc là hội nghị thì họ có những cái nhu cầu hoặc là cái con mắt thẩm mỹ rất là khác nhau. Chính vì thế mà phong cách cắm hoa châu Âu trang trọng có thể giúp cho cái không gian nó hòa hợp và nó thỏa mãn được yêu cầu cho rất nhiều đối tượng khác nhau. Để lấy ví dụ cho phong cách cắm hoa châu trang trọng thì Rose sẽ giới thiệu cho mọi người một cái tên. Đó chính là nhà thiết kế Jeff Leatham. Jeff Leatham là một trong những florist rất là nổi tiếng và tài năng hàng đầu trên thế giới hiện nay, được biết đến với các thiết kế hoa hiện đại rất là nhiều màu sắc và rất là ấn tượng. Rất nhiều những các thiết kế hoa trong số đó của Jeff Leatham đi theo cái phong cách châu Âu trang trọng. Jeff Leatham sinh ra ở Ogden, Utah, Hoa Kỳ và anh ta đã bắt đầu sự nghiệp của mình tại khách sạn Four Seasons Hotel Beverly Hills. Đó là cái nơi mà anh ta bắt đầu làm việc trong cái ngành trang trí sự kiện. Tuy nhiên, tên tuổi của Jeff Leatham lại thực sự là bắt đầu khi mà anh ta chuyển đến làm việc tại khách sạn Four Seasons Hotel ở Paris. Tại đây thì Jeff đã trở thành giám đốc nghệ thuật về mảng hoa và sự kiện của Four Seasons Hotel George V. Và Jeff đã tận dụng cái cơ hội này để biến cái sảnh khách sạn thành một cái địa điểm tham quan hoa tươi nghệ thuật rất là nổi tiếng trên thế giới. Có rất nhiều người muốn đến tham quan Four Seasons ở Paris hay là muốn đến ở tại khách sạn này chỉ để ngắm các tác phẩm của Jeff mà thôi. Những thiết kế của Jeff Leatham thì thường được miêu tả là rất là hiện đại, táo bạo và rất nhiều màu sắc, nhưng không kém phần trang trọng và lịch lãm. Anh ta thường sử dụng rất là nhiều những loại hoa tươi đắt tiền và hiếm có, nhưng đặc biệt là có cái khả năng tươi lâu như các loại hoa lan, calla lily, tulip, diên vĩ, hoặc là những loại lá bản lớn, ví dụ như monstera chẳng hạn. Thì Jeff không những tạo ra các cấu trúc hoa và sắp xếp màu một cách rất là độc đáo, mà phong cách của Jeff thường chú trọng vào cái việc sử dụng ít vật liệu nhưng tập trung vào màu sắc và cái số lượng hoa khổng lồ để tạo ra những cái ấn tượng mạnh mẽ về thị giác cho người xem. Mọi người hãy search tên của Jeff Leatham để tìm hiểu thêm và để xem thêm những cái thiết kế hoa của Jeff Leatham nhé. Trong cái chương trình học của Rose thì mình cũng có dạy một bài về cái cách kê hoa của Jeff Leatham. Nói thêm một chút nữa về Jeff Leatham thì anh ta đã làm việc với rất nhiều người nổi tiếng như gia đình nhà Kim Kardashian hay là các cái thương hiệu hàng đầu về thời trang như Alexander McQueen, Tiffany & Co. Jeff đã hợp tác với rất là nhiều hãng trang sức danh tiếng này để tạo ra các thiết kế hoa nghệ thuật phù du cho các sự kiện và mặt tiền cửa hàng của họ.
Jeff không những là làm việc với các ngôi sao Hollywood hàng đầu, mà anh còn được trang trí các sự kiện lớn như lễ trao giải Grammy hay là lễ hội Cannes. Jeff được mệnh danh là Celebrity Forest, rõ ràng là như thế rồi. Và anh ta được xuất hiện trong các chương trình truyền hình vạn người mơ ước, được một lần xuất hiện như The Oprah Winfrey Show hay là The Ellen DeGeneres Show. Ngoài ra thì Jeff còn là tác giả của cuốn sách Jeff Leatham Visionary for Art and Design, nơi mà anh ta chia sẻ về cái quá trình sáng tạo của mình và góc nhìn của anh ta về nghệ thuật cắm hoa. Hiện tại thì Rose đang tổng hợp các cái cuốn sách mà bất kỳ florist nào cũng nên đọc. Trong đó có cuốn sách của Jeff Leatham. Mình sẽ sớm public cái trang website này để cho mọi người tham khảo nhé. Vậy thì với cái tầm ảnh hưởng rất là lớn trong cái ngành công nghiệp giải trí thì Jeff Leatham được coi là một trong những cái florist xứng đáng là người dẫn dắt về cái xu hướng trong thế giới trang trí hoa và sự kiện theo phong cách châu trang trọng. Tất nhiên là như mọi người biết thì một florist không phải là họ chỉ biết làm một phong cách, nhưng họ nổi lên nhờ một cái phong cách mà họ gắn bó. Hy vọng rằng kiến thức trong podcast tập 14 này đã giúp bạn hiểu thêm một chút về cái sự thú vị của phong cách cắm hoa châu trang trọng. Nếu mà qua 14 tập mà bạn yêu thích kênh podcast này của Rose thì hãy dành ra 5 giây để đánh giá 5 sao cho podcast này để giúp cho Spotify tự động giới thiệu kênh Rose Girl Podcast nhằm giúp cho kênh tiếp cận gần hơn đến với những người yêu hoa nói tiếng Việt trên thế giới nha mọi người. Điều cuối trước khi mà kết thúc podcast ngày hôm nay thì Rose hy vọng rằng chúng ta hãy bắt đầu trân trọng hơn những giống hoa địa phương, hình thành thói quen sử dụng hoa theo mùa và hơn hết là ủng hộ những phương pháp cắm hoa thân thiện với môi trường. Hãy nhớ rằng đằng sau mỗi bông hoa, đằng sau mỗi thiết kế và đằng sau mỗi con người thì luôn luôn là một câu chuyện rất là độc đáo, đáng được kể và đáng được nghe. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Rose Cow Podcast. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Chào tạm biệt. Bye bye!